Xử lý bóng bằng gầm giày luôn là những vũ khí cực kỳ lợi hại cho các cầu thủ ở trong không gian hẹp. Và điển hình đó là trong bộ môn futsal thì các kỹ thuật bằng gầm giày luôn là những kỹ thuật cơ bản mà bắt buộc các cầu thủ trong futsal phải nắm vững. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những bài tập kiểm soát bóng bằng gầm giày, và đặc biệt là nó có thể luyện tập tại nhà. Tuy nhiên, những bài tập này thì bạn cần có một người đồng đội để có thể luyện tập cùng nhé. Đầu tiên, đó chính là bài tập xử lý một chạm bằng gầm giày. Đây là một bài tập cơ bản sử dụng gầm giày mà các cầu thủ futsal chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng hàng ngày để luyện tập. Bài tập này khá đơn giản, bạn và đồng đội sẽ đứng cách nhau khoảng 2 cánh tay và thực hiện động tác đẩy bóng tới trước bằng gầm giày. Đầu tiên, các bạn sẽ tập đẩy chuyền một chạm bằng gầm giày tại chỗ. Sau khi đã quen được nhịp độ thì bắt đầu di chuyển. Lưu ý khi di chuyển thì các bạn vẫn phải giữ đúng khoảng cách giống như khi thực hiện bài tập tại chỗ. Tiếp theo, đó chính là bài tập kéo gầm và chuyền bóng. Kéo gầm là một kỹ thuật rất phổ biến trong bộ môn futsal. Cách thực hiện là bạn sẽ chuyền bóng cho đồng đội và di chuyển tiến đến bóng. Đồng đội của bạn sẽ giữ bóng lại và bạn sẽ sử dụng gầm giày để kéo bóng di chuyển lùi về vị trí ban đầu. Sau khi di chuyển về vị trí ban đầu thì bạn sẽ ngay lập tức chuyền bóng trở lại và đồng đội sẽ đập nhẹ một chạm trở lại. Bạn sẽ giữ bóng sau khi nhận được đường đập nhẹ một chạm đó của đồng đội để họ tiến đến nhận bóng và thực hiện kéo gầm. Cứ thế tiếp tục như vậy. Nếu là một fan hâm mộ của bộ môn bóng đá thì có lẽ bạn sẽ không mấy xa lạ với pha bóng đỡ bóng bổng bước 1 bằng gầm giày của Marcelo, một pha bóng rất đẳng cấp. Và trong video này thì bài tập cuối cùng cũng tương tự như vậy, đó chính là đỡ bóng bổng bằng gầm giày. Tuy nhiên, mức độ đơn giản hơn khá nhiều so với pha bóng của Marcelo. Bài tập này sẽ giúp cho các bạn cải thiện được khả năng phán đoán điểm rơi của quả bóng và kiểm soát bóng bằng gầm giày. Nếu như các bạn tập luyện thuần thục thì đây sẽ là một vũ khí cực kỳ lợi hại trong việc đỡ bước 1. Khi luyện tập bài tập này với em của mình thì mình thấy có hai lỗi sai cơ bản mà những người mới tập thường mắc phải. Đó chính là các bạn phán đoán không chính xác điểm rơi của bóng. Và cái điểm thứ hai đó chính là các bạn cố gắng đưa cái chân lên và đạp thẳng quả bóng xuống. Điều này sẽ rất khó để khống chế ngọt được quả bóng. Hãy đưa chân ngang chéo từ trên xuống, nó sẽ giúp cho các bạn có được một pha khống chế ngọt hơn rất nhiều so với việc đạp chân thẳng từ trên xuống. Tương tự như bài tập ở nhà tuần trước thì một vòng mình sẽ thực hiện bằng chân không và vòng còn lại thì mình sẽ mang giày để thực hiện, để làm quen với đôi giày quen thuộc của mình. Bắt đầu nào! Đó chính là ba bài tập kiểm soát bóng bằng gầm giày mà mình thường sử dụng để luyện tập tại nhà. Và dĩ nhiên là vẫn còn rất nhiều bài tập xử lý bóng bằng gầm giày khác có thể luyện tập tại nhà.
Nếu các bạn muốn mình làm thêm video chia sẻ về những bài tập đó thì hãy comment phía bên dưới. Đừng quên like cũng như là bấm nút đăng ký cùng với nút chuông nếu bạn là người mới để nhận được những thông báo cho những video mới nhất của tụi mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.